nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12? Cháu đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? 5 carbon. Đồng phân số 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nhìn thấy chưa? Và đồng phân số 3 cũng chính là đồng phân cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ chưa? Đây là đồng phân số 3. Vậy suy ra cái anh C5H12 của chúng ta có 3 đồng phân. 3 đồng phân và chưa một cháu nào nhận được quà của chú Binh tối ngày hôm nay cả. Ôi trời ơi, 2K3 ơi, 2K3 thật là toang đấy. Thấy chưa? Chúng mình chứng minh một điều nhé, cái câu này dễ ẩn ợt. Thế mà rất nhiều 2K3 không trả lời được câu này. Điều này chứng tỏ rằng là với cái tình hình mà cứ càng lâu càng không thi như thế này thì sẽ dẫn đến một cái điều, đó là 2K3 càng ngày càng toang thôi. 2K3 càng ngày càng toang thôi. Thế còn cái bộ mà quà tối nay chúng mình tặng cho các cháu là chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học nhé. Chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học dành cho những cháu nào mà comment đáp án nhanh nhất và share lại video live stream nhiều nhất. Ok. Đấy, hiện tại câu số 1 vẫn chưa thấy cháu nào. Đấy, bây giờ chúng ta sang câu số 2. Câu số 2. Câu số 2. Chúng mình lại tặng quà cho 5 cháu nào comment đáp án câu số 2 nhanh nhất nhá. Chúng mình lại tặng quà cho 5 cháu nào comment. Không thấy comment. Không thấy comment gì luôn, chẳng thấy comment nào của cháu nào luôn. Thoát ra vào lại. Không thấy thật mà. À đây 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 đây. Facebook bị lag các cháu ạ. Số 2. Tương tự câu số 2, chú Binh cũng sẽ tặng quà cho 5 cháu nào comment nhanh nhất nhá. Chú Binh cũng sẽ tặng quà cho 5 cháu nào comment nhanh nhất nhá, share video live stream của chú Binh này và comment đáp án. Ok, thì chú Binh sẽ tặng quà cho cháu đó. Ok, nhìn nhá. Thằng này có bao nhiêu nguyên tử carbon và hydro trong phân tử? Nhìn này, tetrametin butan, đầu tiên là butan đã. Butan 1 2 3 4. Mẹ em phải bón butan, được chưa? Tetrametin, tetra là 4, được chưa? 2,2,3,3, vậy là có hai thằng đứng ở vị trí carbon số 2. Carbon này, metin này, phẩy 3 này, phẩy 3 này, đúng không? Đây là 1 2 3 4 mà 2 này, phẩy 2 này, phẩy 3 này, phẩy 3 này. Ok chưa? Thế vậy ở đây mình có nhá. Có bao nhiêu nguyên tử carbon và hydro trong phân tử? Thế bây giờ carbon mình có 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 carbon. 8 carbon lại bỏ 6. Được chưa? Dần mình điền hydro này, H3 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 H3. Vậy đếm hydro thôi. Mình có này, 1 2 3 4 5 6, 3 nhân 6 bằng 18. Vậy là 18 nguyên tử hydro. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Chú ý nha, đề bài hỏi chúng ta là phản ứng đặc trưng của hydro carbonol là gì? Các cháu nhớ phải comment đấy nhá. Xem là phản ứng đặc trưng của hydro carbonol là gì. Chúng mình lại tặng quà cho 5 cháu nào comment nhanh nhất. Nào, phản ứng đặc trưng của hydro carbonol là phản ứng tách này, phản ứng thế này, phản ứng cộng này, D cả AB và C này. Thế ở đây thì phản ứng đặc trưng của hydro carbonol là gì? Là chỉ có là phản ứng thế nhá. Phản ứng thế, hydro carbonol mà chính là ancan. Chính là ancan. Phạm Đức sai rồi nhá. Đấy, không lâu lâu không học là nát bét. Phạm Đức là học sinh học khá là khủng của chúng mình, của lớp off nhá, offline của chúng mình thì, nhưng mà Phạm Đức comment sai luôn. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B, phản ứng thế. Hydrocarbonol hay nói khác là ancan. Ở đây chúng ta có cycloancan, chúng ta bị giảm tải rồi. Thế nên chúng ta chỉ học về ancan thôi. Thì nó phải là phản ứng thế, nhớ chưa? Phản ứng thế 3B, chính xác. Muốn xem có nhiều bạn bị toang như vậy nữa không? Isohexan tác dụng với clo có thể tạo thành tối đa bao nhiêu dẫn suất monoclo? Vậy ở đây chúng ta phải nắm được là thằng isohexan của chúng ta là có bao nhiêu nhá. Isohexan này của chúng ta là nó dạng công thức như thế nào? Hexan có 5 carbon, isohexan chính là anh này. Được chưa? Đây là isohexan. Tác dụng với lại clo có ánh sáng kích thích, ánh sáng kích thích tạo thành tối đa bao nhiêu dẫn suất monoclo? Đề bài hỏi chúng ta là dẫn suất monoclo tương đương với việc là một thằng clo bị thay thế bởi một thằng hydro, một thằng hydro bị thay thế bởi một thằng clo. Vậy vị trí carbon này clo có thể đính vào là vị trí số 1. Ở đây có thể bị đính vào vị trí số 2, có thể thế clo vào đây. Có thể thế clo vào đây là 3, có thể thế clo vào đây là 4 và có thể thế clo đây là 5. Hai thằng này có trục đối xứng, hai này giống nhau nên thế clo vào đây cũng là đồng phân với thằng số 1. Được chưa? Vậy ở đây với isohexan khi tác dụng với clo, các cháu chú ý nhá. Thì đây là phản ứng thế này thì có thể tạo thành được 1 2 3 4 5, 5 dẫn suất monoclo. Mỗi một cái chữ số này tương đương với việc là một thằng clo cắm vào, đúng chưa? Chỉ được cắm một clo thôi. Các cháu nhớ nhá. Câu số 4. Câu số 4 nào, cháu nào comment đáp án câu số 4 rồi. Sang câu tiếp nhá. Câu số 5. Các cháu nhớ tương tự chúng mình sẽ lại tặng quà tiếp cho 5 cháu comment nhanh nhất đáp án đầu tiên của câu số 5. Câu số 5.
cho ankan tên gọi của ankan này là. Thế ở đây các cháu phải chú ý nhé, cái bước gọi tên của nó như thế nào. Thế các bước gọi tên thì đầu tiên mình phải chọn mạch chính dài nhất. Đứa nào nó cũng thích cái gì dài nhất, đúng không? Ngay kể cả các nhà khoa học cũng thích đồ dài nhất. Vậy đây cái này là dài nhất. Được chưa? Thế thì sau khi mà vẽ một cái thằng này dài nhất rồi thì mình vẽ lại C, 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 C. Đây có một nhóm CH3 đính đây. Được chưa? Một nhóm CH3 đây, thằng này cũng đính ở tại đây luôn, đúng không? Các cháu nhìn rõ không? Các cháu nhìn rõ không? Đây nhá, một CH3 đính đây này, CC này thì một C à sorry, thằng CH3 đính vào đây cơ. Được chưa? Thế thì bây giờ mình phải đánh số ở vị trí carbon gần nhánh nhất, mình phải đánh số ở vị trí carbon gần nhánh nhất, vậy đánh số từ trái sang hay phải sang các cháu? Dĩ nhiên là mình phải đánh số từ phải sang. 1 2 3 4 5 6. Rất nhiều anh hùng là nhìn vào cái này gọi luôn này. Gọi luôn là toang luôn. Rất nhiều anh hùng nhìn vào đây không vẽ lại mạch là gọi luôn là toang luôn. Các cháu nhớ nhé. Với một cái câu hỏi mà đề bài hỏi chúng ta là tên gọi của ankan hay là tên gọi của một chất hữu cơ mà cho cái công thức dài như thế này thì chúng ta phải vẽ lại nhá. Chúng ta phải vẽ lại cái để chúng ta xác định mạch chính. Vậy ở đây chúng ta xác định được mạch chính lại của chúng ta đây. Vậy mình có này, anh này là 2,4 dibetin, đúng không? 2,4 dimetin. Sai, sai. Sai, 2,4 dimetin. Mẹ em phải bón phân hóa, đúng không? Hexan. Đáp án đúng đáp án D. Mẹ em, đấy, các cháu nhìn rõ chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các cháu chú ý rằng là nhớ share lại video livestream của chúng mình lại về tường, đúng chưa? Sau đó rồi tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video livestream của chúng mình. Ở đây có bạn Nguyễn Thị Quỳnh Xuân vừa theo câu số 6. Câu số 6. Phản ứng đặc trưng của ankan là ui. Phản ứng đặc trưng của ankan là vừa mới hỏi ở bên trên luôn. Đứa nào mà gà câu này thì chết nhục, đúng không? Câu này là gì nhỉ? Thế với halogen. Đáp án đúng đáp án B. Hay còn được gọi là mono halogen hóa. Mono halogen hóa. Cái từ mono này là thể hiện tỷ lệ 1:1. Bởi vì thi đại học cũng hay hỏi, chỉ hỏi tỷ lệ 1:1 thôi. Rất ít khi hỏi tỷ lệ 1:2 các cháu nhá. Nào, chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 7. Câu số 7 này thề với các cháu rất hay thi Trung học phổ thông quốc gia. Câu số 7 này thề với các cháu là rất hay thi Trung học phổ thông quốc gia. Các cháu nhớ comment thật nhanh đáp án câu số 7. 5 cháu đầu tiên comment được đúng đáp án câu số 7 thì chúng mình sẽ tặng quà nhá. 5 cháu đầu tiên comment đáp án đúng câu số 7 chúng mình sẽ tặng quà cho các cháu ngay lập tức luôn. Đây rồi, ui rất nhiều đứa comment đáp án câu số 7. Chẳng vậy mình có này, câu số 7 Al4C3 cộng với nước thì tạo thành X cộng với AlH3 lần. Vậy X này của chúng ta là CH4. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Anh này là nhôm carbua cộng nước. Chúng ta sang tiếp, câu tiếp theo là câu số 8. Công thức phân tử của ankan chứa 12 nguyên tử hydro trong phân tử là. Chúng ta phải nhớ được cái công thức tổng quát của ankan là gì. Thì mình có công thức tổng quát của ankan là CnH2n cộng 2. Đúng chưa? Thế mà đề bài nói là ankan chứa 12 nguyên tử hydro, có nghĩa là 2n cộng 2 này bằng 12. Vậy suy ra ta tìm được n này của chúng ta bằng 5. Đúng chưa? Vậy suy ra cái thằng mà ankan có chứa 12 nguyên tử hydro trong phân tử này chỉ có thể là C5H12 mà thôi. C5H12 mà thôi. Chúng ta sang tiếp nhá. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo là câu số 9. Đấy, mức độ trung bình nữa này. Chúng ta sang câu số 9, mức độ trung bình không còn dễ nữa rồi. À, 5 cháu comment đáp án đầu tiên câu số 9 chúng mình sẽ tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên câu số 9 nha. 5 cháu nào comment đáp án đầu tiên câu số 9 sẽ nhận được quà của chú Minh. Câu số 9 nha, bây giờ mình chuyển sang câu số 9 rồi. Nhớ nhanh tay share video livestream lại về tường và tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video livestream của chú Minh Myelin. Ok. Hello, xin chào các cháu. Các cháu đang tham gia buổi livestream đến từ chú Minh Myelin. Đúng chưa? Buổi livestream này được livestream trực tiếp từ nhà của chú Minh, từ hang ổ của chú Minh hay được gọi là tổ rơi. Đấy, các cháu chú ý rằng là cái nghĩa vụ nội quy của lớp học là phải comment đáp án và share video livestream. Nếu các cháu combo thêm share video livestream lại về tường thì các cháu sẽ nhận được món quà cực hot hit từ chú Minh. Ok nha. Phần trăm khối lượng carbon trong phân tử ankan. Phần trăm khối lượng carbon trong phân tử ankan. Vậy mình phải nhớ rằng là ankan của chúng ta là gì đã? Là CnH2n cộng 2, đúng không? Phần trăm carbon, vậy mình có này, phần trăm khối lượng của carbon thì sẽ chính bằng là 12n chia cho phân tử khối là 12n cộng với lại 2n cộng với lại 2 thì bằng 83,33 hay là 0,8333. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ tìm được nha, 12n 12 chia 0,8333 bằng 14,4.
14,4n thì bằng bên này cộng bên này là 14n cộng với 2, suy ra mình có 0,4n thì bằng 2, suy ra n thì bằng 5. N thì bằng 5, vậy suy ra công thức của nó là C5. Mình thế vào trong này là C5H12 các cháu nhé. C5H12 thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Đinh Thị Thu Trà, cháu bấm vào quà, cháu phải đợi một lúc thì quà nó mới về được với cháu nhé. Chứ bấm vào quà là chưa nhận được ngay đâu. Để chúng mình kiểm tra xem là độ mà các cháu thân thiết với chúng mình như thế nào. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 10. Câu tiếp theo, câu số 10. Cho isopentan tác dụng với clo. Cho isopentan tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1. Thế ở đây lại tương tự như câu lúc nãy đúng không? Mình chỉ cần nhớ được isopentan là gì. Đây là isopentan này. Tác dụng với clo. Đây mình có này. Vậy clo thế vào đây là một đồng phân, đúng chưa? Thế vào đây là hai đồng phân, thế vào đây là ba đồng phân, thế ở đây là bốn đồng phân. Nếu thế vào đây thì giống y xì thằng số 1. Vậy tổng cộng mình thu được khi cho thằng isopentan mà tác dụng với thằng clo theo tỷ lệ mol 1:1 thì mình thu được 1 2 3 4 4 sản phẩm. Các cháu có hiểu không nhỉ? Bốn sản phẩm này chú đánh số tương đương với việc là ví dụ clo đính vào đây thì đây là đồng phân thứ nhất, được chưa? Sau đó vứt đi hết thì đây clo đính vào đây thì là đồng phân số 2 nhá. Ok, các cháu chú ý nha. Nhớ là phải xe ở chế độ mà công khai để cho mọi người cùng nhìn thấy, nhất là cho chúng mình nhìn thấy, chứ không làm sao chúng mình nhìn thấy được, đúng không? Câu số 11 này trông nghe vẻ khó nhỉ. Câu số 11 này trông nghe vẻ khó, đánh dấu để lại tí mình làm. Ok, câu số 12. Câu số 12 trông cũng nghe vẻ khó, đánh dấu tí nữa mình làm. Mình sang câu số 13 xem nào. Câu số 13 xem nào. Các cháu comment đáp án câu số 13 nhá. Cháu nào comment chúng mình sẽ lại tặng quà cho 5 cháu comment đáp án câu số 13 nhanh nhất và share nỗ lực nhất video livestream của chúng mình vào trong tất cả các nhóm 2K3. Các cháu nhớ là hoặc là share vào trong tất cả các nhóm 2K3 hoặc là tổ chức xem chung ngay tại trên trang cá nhân của các cháu thì các cháu sẽ nhận được quà của chúng mình Mealin. Nhớ là share mãnh liệt để chúng mình có thể tiếp tục các buổi live free dành cho tất cả các cháu nhá. Nhân tiện đây chúng mình có giới thiệu quảng cáo một tí, chứ không quảng cáo thì lấy cái gì để mà học, đúng không? Không quảng cáo thì lấy cái gì để mà dạy các cháu. Thì các cháu chú ý rằng là hiện tại là chúng mình bắt đầu là khai giảng cái khóa học online dành cho 2K3 nhá. Khóa học online hữu cơ dành cho 2K3 toàn bộ hữu cơ, chúng mình dạy lại cực kỳ trâu và chất, bài ăn can ăn ken dạy cực kỳ kỹ luôn, kết quả chia dạng bài tập và lý thuyết căn bản nữa. Thì hiện tại bây giờ chúng mình do Covid nên là sale từ 500k dành cho các cháu xem video livestream ngày hôm nay xuống chỉ còn 250k thôi, khóa hữu cơ. Ok, các cháu nhớ cháu nào muốn học thì đăng ký với chúng mình nhá, ngay lập tức nhá, inbox cho chúng mình hoặc inbox theo link. Ok, học trên web xịn sò luôn. Nào, bây giờ chúng mình chữa câu số 12. Câu số 13, đốt một hỗn hợp nhiều hydrocarbon trong cùng một dãy đồng đẳng, nếu ta thu được số mol N nước lớn hơn số mol CO2 thì công thức phân tử chung của dãy cùng một dãy đồng đẳng nhé. Mình thấy này chỉ có một thằng duy nhất cho số mol nước lớn hơn số mol CO2 thôi. Chỉ có một thằng duy nhất nhé. Chỉ một thằng duy nhất số mol nước lớn hơn số mol CO2 đó là thằng ancan. Ancan. Ancan được chưa? Bởi vì chỉ có là một thằng ancan là thằng duy nhất nên công thức tổng quát của ancan đó là CnH2n cộng 2n lớn bằng 1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 7 tặng quà. Câu 14, đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một hỗn hợp hai ancan. Vậy mình có này, ancan của mình là CnH2n cộng 2 này, đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol, 0,15 mol này, hỗn hợp hai ancan cộng với oxy thu được CO2 cộng với lại nước. Chúng ta tìm được số mol của nước bằng 9,45. 9,45, 9,45 mà chia cho 18 thì mình tìm được số mol bằng 0,525. 0,525 mol. 0,525 mol. Được chưa? Cho sản phẩm này cháy qua bình đựng CaOH lần dư. Đây, cho toàn bộ sản phẩm này đi qua bình đựng CaOH lần dư, CaOH 2 lần dư thì thu được lượng kết tủa là bao nhiêu? Kết tủa là kết tủa CaCO3. Đây, bài hỏi chúng ta là thu được lượng kết tủa là bao nhiêu các cháu ạ? Vậy thì là chúng ta sẽ thu được lượng kết tủa bằng bao nhiêu các cháu? Đợi chú Minh một tí, chú Minh chỉnh cho video nét căng lên một chút nữa. Chứ hiện tại video nó hang hơi mờ mờ nên là các cháu hơi khó nhìn, đúng không? Đấy, chú Minh chỉnh một tí cho nó nét căng lên. Cho nét căng hơn cả Sony cho các cháu coi cho nó dễ. Đấy, bây giờ nét căng hơn cả Sony rồi. Và ở đây mình có này, chúng ta nhớ một điều nhá. Riêng ancan thì mình mới có một cái điều này, đó là riêng ancan thì mình mới có là N nước trừ đi NCO2 thì bằng N ancan, và cái này chỉ xảy ra với ancan thôi ạ.
Cái này chỉ xảy ra với ankan thôi. Còn buổi sau chúng mình sẽ nói cho các cháu là ankan này như thế nào. Do N nước trừ NCO2 bằng N ankan, nên ở đây mình suy ra được NCO2 thì bằng N nước trừ N ankan. Ok chưa? NCO2 bằng N nước trừ N ankan. Vậy đến đây mình tìm được NCO2 bằng 0,525 trừ 0,15. 0,525 0,525 trừ 0,15 thì bằng 0,375 mol. 0,375 mol. 375 mol. 0,375 mol do dung dịch CaO2 lần dư nên toàn CO2 chui hết vào CaCO3. 0,375 anh này là 0,375. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng kết tủa bằng 0,375 nhân 100. 0,375 nhân 100 thì bằng 37,5. 37,5 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sang câu tiếp, câu số 15. Câu số 15 này chú Bình lại tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên. Câu số 15 này chú Bình lại tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên ở câu số 15. Nhớ nhá, 5 cháu comment đáp án đầu tiên ở câu số 15, chú Minh sẽ tặng quà ngay lập tức. Ở đây bây giờ chú Minh nhớ bước 1 share video live stream, bước 2 comment đáp án. Chúng ta có câu số 15 này, chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 17,6 chia 44 bằng 0,4 mol. 0,4 mol. Số mol của nước thì bằng 0,6 mol. Vậy hoàn toàn ở đây mình thấy N nước lớn hơn NCO2. Vậy chắc chắn thằng hydrocarbon A này là ankan. Và hydrocarbon A là ankan, vậy công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 2. Được chưa? Thế mình luôn luôn có một điều là N của ankan thì chính bằng N của nước trừ đi N của CO2. N của nước là 0,6, NCO2 là 0,4. Vậy nó chính bằng 0,6 trừ đi 0,4 thì bằng 0,2. Ok chưa? Vậy số mol của hydrocarbon này là 0,2. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon thì chính bằng số mol CO2 là 0,4 chia cho số mol cháy là 0,2. 0,4 mà chia cho 0,2 thì hoàn toàn chúng ta tìm được bằng 2. Vậy thế vào thì mình được nó là C2H6 đây. 2 thế vào đây. Thế là C2H6. Ok các cháu hiểu bài chưa? Các cháu hiểu bài chưa? Cháu nào hiểu bài rồi thì comment chấm cái để chúng mình vui này. Chúng mình vui. Câu tiếp theo, câu số 16. Câu số 16. Đốt cháy hai hydrocarbon là đồng đẳng liên tiếp của nhau, ta thu được số mol nước 6,43 chia cho 18. 6,43 chia 18 bằng 6,43 gam nước. Thế sao lẻ nhỉ? Thôi cứ kệ nó. 0,357. Được chưa? Số mol CO2 bằng 9,8 chia 44 bằng 0,222. 0,222. Thế chúng ta nhìn này, 0,357 là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy hoàn toàn mình suy ra được hydrocarbon này là ankan. Được chưa? Và chỉ có ankan mới có điều này. Vậy công thức tổng quát của ankan là CnH2n cộng 2. Ok chưa? Vậy tới đây mình sẽ tìm ra được đó là hoàn toàn mình có là N của ankan thì bằng N của nước trừ đi N của CO2. Vậy ở đây mình có N nước của mình là bằng 0,375. 0,357 trừ đi NCO2 là 0,222. Được chưa? 0,357 trừ 0,22. 0,357 trừ 0,222 bằng 0,135. 0,135. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Số nguyên tử carbon trung bình thì chính bằng số mol của CO2. Cẩn thận nhầm nhé, số mol CO2. Số mol CO2 chia cho số mol của ankan. Số mol CO2 chúng ta thì bằng 0,222 chia số mol của ankan thì bằng 0,135. 0,222, 0,222 chia cho 0,135 thì bằng 1,64. 1,64. 1,64 thì nó nằm giữa, lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Đúng chưa? Lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy 1 là CH4, 2 là C2H6. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. B bò các cháu nha. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Úi dồi ôi, sang câu 17. Câu 17 là một câu lý thuyết cực kỳ kinh khủng luôn. Câu 17 có thể nói là boss của ngày hôm nay luôn. Câu 17 một câu lý thuyết cực kỳ kinh thổ khủng, cực kỳ dã man. Đấy, cháu nào mà làm được câu này thì được gọi là săn được boss rồi. Các cháu thử comment đáp án câu 17 xem. Làm được câu 17 này khéo là có người yêu luôn, ngay lập tức luôn ấy. Làm câu 17 này là bọn học dốt hóa nó thần tượng lắm. Comment bao nhiêu đứa comment đúng câu 17 này. Xem nào,
cho các phát biểu sau. Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ. Sai, đúng không? CO2 nó vẫn là vô cơ mà. Vậy sai. À, tiếp tục này. Liên kết hóa học trong các phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. Ui, cái này là bác sách giáo khoa, bác ấy bảo là cái này là đúng nhá. Bác sách giáo khoa và bác ấy đã bảo cái gì là đúng thì chắc chắn cái đấy nó đúng. Được chưa? Vậy là B được. Được chưa? À, tùy từng câu chúng mình mới trao quà nhá Quỳnh Như. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Hoàn toàn chính xác, hợp chất hữu cơ chắc chắn là hợp chất của carbon luôn. Phân tử hợp chất hữu cơ đều có chứa các nguyên tố carbon, đúng, có thể có hydro, đúng, và một số nguyên tố khác, đúng. Cái này ở trong sách giáo khoa cũng nói rất kỹ. Ok, khi bị đốt hợp chất hữu cơ thường cháy sinh ra carbonic, chính xác, bởi vì nó có carbon, carbon mà cháy thì sinh ra carbonic là CO2. Vậy mình được các phát biểu đúng là B C D E. B C D E. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Kinh chưa? Ôi bây giờ nhá, riêng cái câu số 17 này xin phép các cháu, chứ cháu nào mà comment được đáp án đúng câu. Chúng mình chữa tiếp này, sang câu tiếp theo, câu số 18. Câu tiếp theo, câu số 18 xuống dưới này toàn bài tập thôi, nên cháu nào mà nát bài tập thì vào đây học để chúng mình chú cân lại cho nhá. Câu ở dưới này, câu số 18 này toàn bài tập thôi. Đấy, chúng mình vừa tặng quà rồi mà. À, tại vì không thấy Huy xe nên là chúng mình sẽ không có quà, chúng mình chỉ tặng quà cho những cháu nào xe thôi. Hydrocarbon X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2. Vậy hydrocarbon cháy này, hydrocarbon cháy ở đây hydro là CXHI nhá, cộng với lại oxy này thì mình thu được CO2 này cộng với nước này. Được chưa? Thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2. Vậy giả sử như thể tích CO2 là 1 thì thể tích hơi nước là 1,2, tương tự như số mol luôn. Vậy hoàn toàn mình thấy rằng là số mol của nước nó lớn hơn số mol CO2 đúng không? Số mol của nước nó lớn hơn số mol CO2, vậy chỉ có một thằng như này, vậy chắc chắn nó là ancan. Và nó là ancan vậy thì công thức tổng quát của nó sẽ là gì? Suy ra công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n cộng 2 nhá. CnH2n cộng 2, vậy hoàn toàn chúng ta tìm được số mol cháy hay là số mol của ancan bằng 1,2 trừ đi 1. 1,2 là n nước trừ n CO2 đấy. 1,2 trừ đi 1 thì bằng 0,2. Rất là dễ thôi đúng không? Rất là dễ rồi. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2, số mol CO2 chia cho số mol ancan, số mol hỗn hợp ancan phản ứng. Và ta có số mol CO2 là 1, số mol hỗn hợp ancan phản ứng là 0,2. Vậy nó là bằng 5. Được chưa? Vậy suy ra thế vào công thức ở bên trên này, vậy anh này nó sẽ là C5H12. Được chưa? C5H12. Ok, C5H12 thì hoàn toàn tới đây chúng ta có này, C5H12 mà tác dụng với clo tạo một dẫn xuất mono clo duy nhất. C5H12, các đồng phân của C5H12 thì chỉ có một đồng phân duy nhất là anh này. Khi tác dụng với clo, ánh sáng kích thích tỷ lệ 1:1 thì chỉ có duy nhất anh này mới tạo được một đồng phân duy nhất. Đấy là clo đính vào đây thôi. Được chưa? Có nghĩa là đính vào đây hay đính vào đây, đính vào đây, đính vào đây thì như nhau. Vậy đáp án đúng của chúng ta, anh này nó phải là thằng gì? 2,2 dimethyl propan, đúng không? 1, 2, 3, 2,2 dimethyl propan nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Sang câu số 19. Sang câu số 19. Câu số 19 lại là một câu cực kỳ hay. Chú Minh sẽ lại tặng quà cho 5 cháu nào comment đầu tiên đáp án câu số 19. Được chưa? Chú Minh sẽ lại tặng quà cho 5 cháu nào comment đầu tiên đáp án câu số 19. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocarbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đơn vị carbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocarbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đơn vị carbon. Mình có số mol CO2 là 4,48 chia 2,4 bằng 0,2. Số mol của nước là 5,4 chia 18. 5,4 chia 18 bằng 0,3. 0,3. Vậy tương tự mình lại nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không các cháu? Và mình nhìn thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy điều gì lại xảy ra? Chắc chắn hai hydrocarbon này là ancan. CnH2n cộng 2. Bởi vì chỉ có thằng ancan thì mới có n nước lớn hơn n CO2. Và hoàn toàn chúng ta tìm được số mol ancan. Số mol ancan thì chính bằng số mol nước trừ đi số mol CO2 và bằng 0,3 trừ 0,2 thì bằng 0,1. Số mol nước đây trừ số mol CO2 đây, số mol ancan bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2 là 0,2 chia cho số mol cháy là 0,1.
0,2 chia 0,1 thì bằng 2. Được chưa? Vậy số nguyên tử carbon của thầy bằng 2. Bằng 2 nhá. Đề bài hỏi là công thức của hai hydrocarbon trên. Vậy carbon trung bình bằng 2 thì một thằng phải nhỏ hơn 2, một thằng phải lớn hơn 2. Một thằng nhỏ hơn 2 thì chỉ có là 1. 1 thì chắc chắn nó chỉ có thể là CH4. Vậy cứ thằng nào có CH4 thì chọn. CH4 thì chọn. CH4. À mình nhìn thấy muốn cháu này có CH4. Đúng không? Hơn kém nhau 28 đơn vị carbon thì đúng C3H8 là hơn thằng CH4 28 đơn vị carbon. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, chúng mình sẽ tặng quà. Như đã hứa, chúng mình sẽ tặng quà cho 5 cháu comment đáp án đầu tiên. Và chưa nhận được quà thì ngay lập tức inbox cho chúng mình để nhận quà nhá. Inbox cho chúng mình ngay. Được chưa? Inbox cho chúng mình ngay, chụp ảnh lại video livestream mà cháu đã share xong inbox cho chúng mình là chắc cháu sẽ có quà luôn. Nào chúng ta sang câu số 20. Sau câu 20 mình còn quay trở lại mấy câu khó khó ở bên trên nữa cơ. Câu số 20. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm 2 hydrocarbon A và B là đồng đẳng kế tiếp, thu được số bon CO2 bằng 96,8 chia 22,4 bằng 96,8 chia 44 bằng 20,2 mol. Số mol CO2 bằng 2,2. Số mol nước bằng 57,6. 57,6 chia 18 bằng 3,2. Vậy mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy chắc chắn hỗn hợp hai khí này là alkan. Vậy mình đặt công thức trung bình của hai khí này nó là CnH2n cộng 2. Đấy. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của hỗn hợp hai khí này là 3,2 trừ 2,2 thì bằng 1. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng số mol CO2 là 2,2 chia cho 1 thì bằng 2,2. 2,2 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Đề bài nói là đồng đẳng kế tiếp. Vậy một thằng nó sẽ là C2H6, một thằng nó sẽ là C3H8. Được chưa? Vậy mình bây giờ mình chỉ đi chọn đáp án thôi. C2H6 và C3H8. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ các cháu hiểu chưa nào? Hiểu rồi đi chấm cái để chúng mình biết nào. Hiểu chưa? Hiểu rồi đi chấm cái để chúng mình biết nào. Các thanh niên đã hiểu chưa? Các thanh niên đã hiểu. Hello, chào Linh, chào. Ấn vào quà là được thôi em. Ấn vào quà là được ngay thôi. Nào, chúng ta còn hai câu nữa là câu số 11 và câu số 12 đều là trích ở đề thi cao đẳng và đề thi tuyển sinh nên chắc chắn là có trong kỳ đề kiểm tra của các em, nên các em chú ý để làm. Câu số 11. Các cháu cứ click vào mà xem là thấy được luôn mà. Câu số 11 cứ click vào đi. Câu số 11. Chúng mình sẽ tặng quà cho tất cả các cháu nào comment đáp án câu số 12 nhé. Chúng mình sẽ tặng quà cho tất cả các cháu nào comment đáp án câu số 12. Nhưng bây giờ chúng mình giải câu số 11 đã. Khi cho alkan X trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon, đề bài hỏi chúng ta là alkan X này. Alkan X là CnH2n cộng 2 nhé. Trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon, mình có phần trăm khối lượng của carbon thì bằng 12n chia cho 12n cộng với 2n cộng với 2 thì bằng 0,8372. Hello, chào Đinh Thị Thu Trà. Cháu ấn vào xong cháu phải đợi một lúc nhá. Cháu ấn vào cháu phải đợi một lúc. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ có suy ra 12N 12 mà chia cho 0,8372 bằng 14,333. 14,33 thì bằng 14N cộng 2. Suy ra đây 14,33N. Vậy N bằng 14,33 này trừ 14 bằng 2 chia n bằng 5,99. 5,99 thì gần bằng 6 đúng không? 5,99 gần bằng 6. Vậy suy ra thế vào công thức này thì mình được anh này là C6H14. Lưu ý đề bài bảo chỉ thu được hai dẫn xuất mono clo là đồng phân của nhau. Vậy không thể là butan được, butan không phải là C6H14. Vứt. 2 metin propan. Propan đây 2 metin propan đây cũng chỉ có 1 2 3 4 C4 vứt, đây là C6 cơ. Vứt. Đấy chưa? Mình có 2 metin pentan thì sao? Pentan này. Đây, 2 metin pentan đây. Đúng chưa? Đúng rồi, em phải ấn vào nó mất trang, chính xác, nó mất trang, nó ra một cái gì đó trắng xóa, không đợi một lúc là sẽ có quả. Đấy chưa? Đây trục đối xứng này. 1 2 3 4 3 metin pentan. Vậy thì nó có 4, thế mà đây bảo chỉ thu được 2. Vậy là loại nốt thằng này. Vậy chắc chắn đáp án đúng là đáp án B. Chúng mình viết ra cho chúng cháu sau nhìn xem tại sao lại là B nhá. 2,3 dimetin butan. Butan đây. 2,3 dimetin butan đây. Nhìn chưa? Thằng này có trục đối xứng đúng không? Thằng này có trục đối xứng đúng không? Thế vào đây là 1 này. Thế vào đây là 2 này. Thằng này với thằng này trùng nhau vậy là 2 này. Thằng này với thằng này đối xứng với nhau thằng này là 1 này.
thằng này đối xứng nhau lại 1 1. Vậy thế và chính ngành này thì chỉ thu được hai sản phẩm. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Để nhá, chúng mình viết ra cho các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn cho các cháu dễ hiểu nhá. 1 2 3 4 C C hoặc clo thế vào đây. Được chưa? Hoặc là 1 2 3 4 C C hoặc clo thế vào đây. Chỉ có hai cái thằng thế vào đây thôi thì thu được hai sản phẩm. Nhớ chưa? Chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu cuối cùng của ngày hôm nay. Như chúng mình đã hứa, tất cả các cháu mà comment đáp án câu số 12 thì đều nhận được quà. À, các cháu chú ý là khi click vào quà thì các cháu sẽ nhận được, sẽ ra một cái trang trắng xóa, đợi một tí thì sẽ có inbox gửi về. Inbox đấy gửi về sẽ mang theo quà của chúng mình. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 12. Câu số 12 là câu